Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Social TV. Trong video hôm nay mình sẽ cập nhật tiếp những thông tin mới nha mọi người. Hôm nay thì ca sĩ Yuno có chia sẻ đang cảm thấy tuyệt vời. Có ba cách để tự làm giàu cho bản thân mình, đó là mỉm cười, tha thứ và cho đi. Hôm nay chiếc đồng hồ đặc biệt khắc tên là Yuno mà Duy đặt mua của bé Giang đã về rồi. Cảm ơn bé Giang rất nhiều. Vậy là Yuno cũng chia sẻ một chiếc đồng hồ đặc biệt khá là đẹp đã đặt mua và hôm nay đã đến tay của Yuno. Và chiếc đồng hồ này được khắc tên có Yuno trên đó nữa, nên đây là một cái kỷ vật cũng rất là đẹp, cũng như là Yuno rất là trân trọng và cảm ơn cái người mà Yuno đã đặt hàng mua ở bên trang của cô bé đó. Và khi Yuno chia sẻ cái đồng hồ đẹp như vậy thì rất nhiều fan hâm mộ để lại bình luận là quá đã luôn anh ơi. Nhưng bên cạnh đó mình thấy cũng có khá nhiều những bình luận hỏi lý do tại sao Yuno không có mặt trong show ngày 18 tháng 1 năm 2024 cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh và các học trò, cũng như là các con gái là Thiên Ngân với lại Tuyết Nhung. Cũng như mọi người cũng thắc mắc là trong show này cũng không có cả Quỳnh Trang nữa. Nhưng mà thực tế thì Quỳnh Trang đã hoạt động riêng lẻ và cũng đã có cái công ty riêng đứng phía sau hậu thuẫn cho Quỳnh Trang, nên việc mà show này không có mặt Quỳnh Trang cũng là điều dễ hiểu, vì Quỳnh Trang hiện tại đang chạy show rất là nhiều nha mọi người. Hôm qua thì Quỳnh Trang đã diễn hai show ở tại Phú Quốc nữa, và hôm nay thì Quỳnh Trang cũng đã đáp máy bay về lại Sài Gòn và có gửi lời cảm ơn đến fan hâm mộ tại Phú Quốc trong hai show tối đêm qua. Quỳnh Trang chia sẻ là tạm biệt Phú Quốc, cảm ơn những tình cảm tại nơi này, hẹn gặp lại vào ngày gần nhất ạ. Và chia sẻ bức ảnh đang ra sân bay để trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Khán thính giả cũng gửi những lời khen đặc biệt tới Quỳnh Trang. Và dạo gần đây thì Quỳnh Trang cũng đang rất là nổi về dòng hát nhạc bolero. Do đó việc có nhiều show và xuất hiện trên TV nhiều hơn cũng là một cái điều rất là đáng khen. Hiện tại sau khi poster đêm nhạc ngày 18 tháng 1 của ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng với học trò và các con gái đã được phát hành thì mọi người khi thấy không có mặt của Yuno đều cảm thấy rất là nuối tiếc. Vì trong thời gian vừa qua, sự kết hợp của Yuno với lại Thiên Ngân cũng đã tạo được một hiệu ứng rất là tốt. Sự kết hợp song ca hát bolero với lại hát những bản tình ca nhạc trẻ của cặp đôi Duy và Thiên Ngân cũng nhận được rất nhiều lời khen từ fan hâm mộ. Và đặc biệt, sự kết hợp của hai bạn rất là ăn ý, cũng như bên cạnh đó, sự giúp đỡ lẫn nhau của bộ ba Tuyết Nhung, Thiên Ngân với lại Yuno trong việc phát hành ra những MV gần đây thì chứng tỏ sự ăn ý của các bạn có rất là nhiều. Và do đó khi thấy show này không có sự xuất hiện của Yuno nên nhiều khán thính giả rất là tiếc và cũng mong muốn có thể show ở phòng trà Đồng Dao ngày 18 tháng 11 sau này có thể bổ sung thêm Yuno để mang thêm phần nhiều màu sắc cho đêm nhạc. Và như mọi người thấy, những gương mặt trong show 18 tháng 11 có mặt của Trường Sang, Dương Huệ, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Mạnh Quỳnh và có cả mặt của Trường Huy. Đây là một sự ưu ái rất là lớn, tại vì ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đang cố gắng nâng đỡ em trai của Trường Sang trên sân khấu. Hiện tại thì Trường Huy cũng có nhiều lời khen cho giọng hát và ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã tạo điều kiện để Trường Huy được lên sân khấu cọ xát nhiều hơn. Vậy là ca sĩ Mạnh Quỳnh đã giữ đúng lời hứa trong cái buổi livestream của mình là anh sẽ tổ chức một show để các con gái cũng như học trò của anh có mặt trong show này để diễn tri ân trong một năm qua khán thính giả đã ủng hộ. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của học trò Dương Huệ trong show diễn cùng các con gái đã không làm cho khán thính giả hài lòng. Trên trang của phòng trà Đồng Dao, mình đã lướt qua và thấy có rất nhiều những bình luận nói là không thích khi cô học trò này xuất hiện trong show của thầy. Và thật bất ngờ thì phòng trà Đồng Dao cũng không có phản ứng gì để trả lời những bình luận đó.
Có lẽ trong thời gian qua thì mọi người cũng nhận thấy ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã không hát tân cổ với nữ ca sĩ nào khác. Bên cạnh đó, những show diễn ở Việt Nam vừa qua, anh cũng chỉ hát một mình và mọi người cũng cảm thấy khá là buồn vì trong tháng 10 vừa qua những show diễn tại Việt Nam của anh đều không có mặt của các con gái Thiên Ngân, Tuyết Nhung. Do đó, mọi người cũng khá là thất vọng. Và show ngày 18 tháng 1 lại là show dành riêng cho các con gái cũng như học trò. Và đêm 19 tháng 1 anh lại tiếp tục có một show diễn ở tại phòng trà Đồng Dao nữa. Do đó, mọi người cũng đã chỉ thẳng ra ý định có lẽ là dùng các con gái của mình để thu hút sự quan tâm lại của các fan hâm mộ. Không biết điều này có đúng hay không. Nếu có những thông tin gì mới thì mình sẽ cập nhật tiếp trong video sau nhé mọi người. Kế tiếp, mình xin chia sẻ một cái câu chuyện cũng khá là xúc động của một trong những người con gái của chị Hai, cô bé Phi Linh ở tại miền Bắc. Mới đây cô bé có chia sẻ, ngày 2 tháng 12 năm 2018, con được đi show cùng mẹ ở Hưng Yên, sau đó lại chạy tiếp đến Hải Phòng show thứ hai. 5 năm sau, con và FC lại có một chuyến đi như vậy, nhưng là thăm bàn thờ của mẹ tại hai nơi này. Vẫn là một chuyến đi gặp mẹ, vẫn là những chiếc áo xanh, vẫn là giọng hát thân thương của mẹ cất lên ở những nơi mọi người đặt chân đến. Chỉ khác là mẹ đứng từ xa để nhìn mọi người. Mẹ đứng từ xa, mỉm cười, an yên và hãnh diện về FC miền Bắc của mẹ. Trước chuyến đi, con đã nằm mơ thấy mẹ mặc chiếc áo dài trắng rất đẹp. Mẹ đi xe phía sau của xe FC mình. Và có lẽ hôm qua mẹ cũng đi cùng mọi người như vậy. Con tin rằng mẹ vẫn luôn đồng hành cùng áo xanh yêu thương của mẹ mà. Chùa Cổ Am, Đông Chiểu, Liên Phương, thành phố Hưng Yên, chùa Linh Sơn, Chi Lai, Trường Thành, An Lão, Hải Phòng. Phải nói những bức ảnh mà cô bé này chia sẻ sẽ làm cho mọi người nếu mà xem được cũng khá là xúc động. Cô bé Phi Linh đã chụp lại cảnh bàn thờ của mẹ ở tại hai ngôi chùa này, nhìn rất trang trọng, đầy đủ các lễ vật và chắc hẳn mọi người khi nhìn thấy hai bàn thờ này phải nói là xúc động đến rơi nước mắt. Rồi cảnh cả FC áo xanh miền Bắc tề tựu chụp hình cùng nhau, mọi người cùng ngồi lại với nhau hát cho chị Hai nghe, phải nói khá là xúc động. Tình cảm của FC miền Bắc đội áo màu xanh vẫn luôn mãi đong đầy, dù giờ chị có mãi đi xa như vậy, nhưng có lẽ vì thương mà đến. Và mọi người cũng tự nhủ với nhau rằng sẽ mãi mãi không bao giờ quên chị.